Quý vị và các bạn thân mến, trước máy quay chúng ta đang được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Daitone VS100F. Bản demo hãng giới thiệu sản phẩm siêu đẹp trên giới audio được xếp hạng là một trong những model sở hữu phong cách nghe và nhìn kết hợp với karaoke cực kỳ là ấn tượng ở những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông cho cặp loa có trọng lượng nặng tới một tạ trước máy quay, với chất âm thể hiện như là một dàn nhạc sống di động. Và chúng ta thấy được rằng trên cặp Daitone VS100F được thiết kế đẹp nộng nậy tới từng cm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo, sau đó chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của tuyệt phẩm loa Daitone VS100F đến từ Japan. Một trong những cấu hình khá là hiếm ở thị trường trong nước, chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và kết hợp với karaoke phòng khách cực kỳ là tuyệt vời. Ai có tai phone, xin mời quý vị cùng mang tai phone lại và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo những bản nhạc quen thuộc mà tôi test trên kênh, và quý vị sẽ cảm nhận thấy rõ được uy lực của giải trầm trên cặp loa được ví là một dàn nhạc sống tích cực. Uy lực mạnh mẽ như sấm trên cặp loa nặng tới một tạ trước máy quay. Xin mời quý vị cùng ngắm lại một lần nữa với tuyệt phẩm Daitone VS100F. Được thiết kế với chiều cao lên tới 1m2, ngang 41 và sâu 40. Trang bị đẹp tới từng cm, đẳng cấp số 1 trên giới audio. Tất cả thùng gỗ và được phủ bóng gương ceramic, chúng ta có thể đứng soi gương ở xung quanh phần thùng loa. Đây là những cặp loa quý hiếm ở thị trường trong nước, rất ít khi chúng ta mới được ngắm nhìn và trải nghiệm những cặp loa đẹp như thế này. Dưới phần chân đế chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế giật cấp, bắt đầu từ dưới chân, thu nhỏ vào phần bên trên cũng như là phần trên thùng loa thì lại được đua về phía trước cũng như là phần xung quanh, rất là đẹp. Đây là các điểm nhấn tạo nên gờ chỉ cho model VS100F. Với thiết kế tổng số lên tới 18 cái loa trên cả đôi, 9 loa trên một thùng, công suất ở ngưỡng 700W trung bình, rất là dễ phối ghép âm ni. Chúng ta có thể phối ghép với các dòng âm ni lớn, công suất lớn một chút, hoặc ghép với đẩy, vang và mic như tôi đang phối ghép trước máy quay. Chơi các thể loại nhạc phổ thông cũng như kết hợp karaoke gia đình cực kỳ là tuyệt vời. Uy lực mạnh mẽ và lời mic gấp 2 cặp bốt 601 Sony 3. Cao 1m2, ngang 41 và sâu 40. Với cấu hình
Sang trọng này thì anh em thấy được rằng mới chỉ trưng bày phòng khách thôi, ngắm đã đủ phê rồi, chưa cần là phải nghe đâu ạ. Được trang bị 9 loa trên một thùng, chúng ta thấy được rằng không phải trang bị để dọa ma dọa khỉ và cũng chẳng phải trang bị để cho đẹp. Đẹp và sang thì chỉ là một phần thôi. Bản chất những siêu phẩm loa của người Nhật thiết kế thì nó đã rất là sang trọng. Được xếp hạng đẳng cấp số 1 trên giới audio là điều đương nhiên. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng nó thể hiện cực kỳ là chân thực. Với tổng số 9 loa trên một thùng gồm 2 bát súp đường kính 22 gân cao su cho mỗi một quả bát súp này. Nam châm từ ống có bọc chống nhiễu rất là to. 4 cái ống hơi thở về mặt trước và phía sau lưng kết hợp một bát siêu trầm 33 nữa. Như vậy tổng thể có tới 3 quả bát trên một thùng. Nó mang lại cho tiếng trầm đánh rất mạnh mẽ. Rung tường hàng xóm bất kỳ lúc nào. Phần bên trên là 4 quả trung âm với đường kính hộp của nó lên tới 14. Đó, đều dùng gân cao su và nam châm từ gần bằng mặt loa. Tất cả từ đều bọc chống nhiễu kết hợp với hai quả check dôm. Hai quả check dôm 12 cm. Từ đều xích xoát bằng mặt loa và bọc chống nhiễu. 4 quả trung âm này thì hai quả trung âm nó đánh thẳng về phía trước và hai quả trung âm đánh chếch về bên phải. Cũng như phía bên trái thì hai quả trung âm đánh chếch về phía bên trái. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng hệ thống trung âm của nó được trang bị lan tỏa khắp không gian của những căn phòng khách rộng lớn. Ở vị trí nào cũng được thưởng thức đồng đều như nhau. Với tổng thể cấu hình này, có lẽ rằng quý vị đã thấy ngay được chất âm cũng như là đẳng cấp của những cặp loa siêu đẹp, không thể đẹp hơn. Dù rằng quý vị rất là nhiều những anh em thì chơi những cái cặp loa tiền trăm nhưng mà không có được độ đẹp và độ sang như thế này đâu ạ. Đó, anh em nhìn cái thùng gỗ của nó nhìn phê luôn ạ. Thùng này của nó hàng trăm năm cũng không hỏng được đâu. Không thể ngấm được nước bởi vì nó phủ ceramic bóng gương. Sau lưng của nó này, chúng ta cùng ngắm nhìn lại. Loa rất là nặng, một chiếc loa này nó vào khoảng 50 cân. Đó, tem còn xanh nét luôn, mới tinh luôn. Đây là cái e căng. Và phía sau lưng của nó trang bị nguyên một bát 33. Nam châm từ ống có bọc chống nhiễu to như cái phích luôn. Này, bát 33, gân cao su luôn này. Anh em thấy quả bát phê không? Đấy. Như thế này bảo sao nó đánh không phê. Không những rất là phê, nó đánh như là một dàn nhạc sống. Phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại cũng như là karaoke phòng khách cực kỳ là tuyệt vời. Và tôi lưu ý rằng cái tiếng mic ấy, và uy lực bass của nó thì nó gấp 2 cặp Bose 601, trong khi cặp Bose 601 Series 3 thì bé tẹo teo thôi, cả cặp thì mới bằng một chiếc loa này thôi. Tiếng cũng như vậy, nó đắt nòi đó. Cũng ngang bằng cặp loa này rồi. Anh em sẽ lựa chọn gì? Với tiêu chí 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa karaoke và đẳng cấp sang trọng số 1 trên giới audio về trưng bày phòng khách. Đó, ngắm nhìn cặp loa này thì để phòng khách thì trưng bày không thôi. Ông nào vào đã giật mình té ngửa rồi. Phần phối ghép tôi đang phối ghép với đẩy vang và mic, nguyên con đẩy MUF 9.0. 40 đèn công suất, nặng tới 30 cân, thuốc đặc trị cho những cặp loa lớn, phun đôi hay xúc kép, đôi 40 hay 50. Đó, đánh hai cặp loa này cùng một lúc. Quản lý nguồn và nọc nguồn. Con vang cơ này số Isophone 9910. Mic Beyer 780. Đó, anh em thấy rằng nguyên cấu hình vừa nghe nhạc vừa karaoke ở những không gian phòng khách lớn. Cặp loa này anh em để bất kỳ không gian phòng khách nào từ 50 tới 100 mét vuông, thậm chí vài trăm mét vuông, mở lên tiếng trầm nghe nhạc nó đánh nó rung hết tường hàng xóm luôn ạ. Không phải rung tường nhà anh em đâu, bởi vì uy lực của nó rất là mạnh mẽ. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình mà tôi đang review cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm cho cặp loa siêu đẹp và cực hiếm ở thị trường trong nước với chất âm cũng như phong cách của giới sành chơi và sành nghe nhất khi thưởng thức audio. Chúng ta đã thấy rõ là câu trả lời, sự lựa chọn những dàn âm thanh cao cấp, sang trọng và đẳng cấp có lẽ rằng đã nói lên rất là rõ trên cặp loa Daitone VS100F đến từ Japan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh và quý vị sẽ thấy được chất âm và đẳng cấp của cặp loa thể hiện ngoài tầm mong đợi.